quý vị và các bạn, chúng ta đang được gặp nhau trong bản tin thể thao ngày 21 tháng 4 năm 2016. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi điểm qua những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Đấu vòng vòng 30 ngoại hạng Anh hấp dẫn cuộc đua top 4. Bảng E AFC Champions League, Becamex Bình Dương không còn hy vọng đi tiếp. Diễn biến giải quần vợt Barcelona mở rộng. Mở đầu phần tin tức quốc tế ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những diễn biến ở các trận đấu đá bù vòng 30 giải ngoại hạng Anh. Trong lượt trận sáng nay, Manchester United đã có được chiến thắng quan trọng ở cuộc tiếp đón Crystal Palace, qua đó làm sống lại hy vọng dự Champions League mùa tới. Bên cạnh đó, cùng chung niềm vui với MU trong lượt trận sáng ngày hôm nay còn có hai câu lạc bộ khác, đó là West Ham và Liverpool. Câu lạc bộ Manchester United đã có được sự khởi đầu như mơ khi ngay ở phút thứ tư, Damien Danelli bên phía đội khách Crystal Palace có tình huống đá phản lưới nhà, giúp MU vượt lên dẫn trước, có được bàn thắng sớm. Tuy nhiên vẫn như thường lệ, thay cho huấn luyện viên Louis van Gaal vẫn thi đấu thiếu thuyết phục. Nhưng sang đầu hiệp 2, đội bóng chủ sân Old Trafford đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt sau cú sút đẹp mắt của Damian, và 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với 3 điểm có được, Manu vẫn đang vững vàng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 59 điểm. Xếp ngay sau họ vẫn là West Ham với 3 điểm ít hơn. Bởi ở trận đấu diễn ra trước đó, thay cho huấn luyện viên Slaven Bilic đã có được một chiến thắng dễ dàng khi đón tiếp Watford. Ngay ở phút thứ 11, Andy Carroll là người mở điểm cho West Ham. Sau đó, đến lượt McNoble tỏa sáng với một cú đút bên trái phạt đền. Dù đã rất cố gắng nhưng bàn gỡ của Powell sau đó là không đủ để Watford có được điểm số. Ở một diễn biến khác, trận derby vùng Merseyside đã chứng kiến sự bùng nổ của Liverpool trước câu lạc bộ Everton. Cuối hiệp 1, Divock Origi là người mở tỷ số cho Jacob. Sau đó, lần lượt Mamadou Sakho, Daniel Sturridge và Philippe Coutinho thay nhau lập công, ấn định chiến thắng 4 sao cho Liverpool. Chiến thắng thuyết phục trước đại kình địch vùng Merseyside giúp Liverpool củng cố vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và chính thức trở lại cuộc đua giành suất dự Europa League mùa sau. Chuyển sang với những diễn biến tại vòng 34 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Trong lượt trận ngày hôm qua, ba ông lớn của xứ sở đấu bò tót là Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid đều đã ra quân. Cuộc đua đến chức vô địch tại La Liga đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn khi mà cả ba đội bóng này đều đã có được những chiến thắng cho riêng mình, để qua đó tiếp tục bám đuổi nhau trên bảng xếp hạng. Sau 4 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, Barcelona đã chút cơn giận của mình lên đội bóng chủ sân Riazo là Deportivo. Hiệp 1, thay cho huấn luyện viên Luis Enrique chỉ có 2 bàn thắng nhờ cú đúp của Luis Suarez. Nhưng sang hiệp 2, đội khách đã khiến cho các cổ động viên chủ nhà có một ngày ác mộng. Suarez có thêm 2 bàn và hoàn tất cú poker đáng nhớ. Hai đối tác còn lại trên hàng công của chân sút người Uruguay là Messi và Neymar, mỗi người có thêm 1 bàn. Thậm chí, một hậu vệ ít được ra sân như Macacha cũng vẫn nổ súng. Với chiến thắng đậm đà 8-0, đội bóng xứ Catalan đã xua tan những hoài nghi, qua đó củng cố ngôi đầu bảng. Ở một diễn biến khác, Atletico Madrid cũng đang kiên trì bám đuổi khi thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone đã có được thắng lợi tối thiểu 1-0 trên sân của Athletic Bilbao. Pha lập công của Fernando Torres ở phút 38 là quá đủ để Atletico Madrid duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với cùng 79 điểm như Barca. Trong khi đó, một đội bóng thành Madrid khác là Real cũng đã có được chiến thắng thuyết phục 3-0 khi đón tiếp Villarreal. Karim Benzema đã khai thông thế bế tắc cho Real Madrid ở cuối hiệp 1, để rồi sau đó, Lucas Vázquez và Luka Modric đã liên tiếp lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Zidane vẫn đang vững vàng ở vị trí thứ 3 và chỉ kém hai đội xếp trên đúng 1 điểm. Tiếp tục với những diễn biến tại vòng 34 giải vô địch quốc gia Italia. Thưa quý vị và các bạn, trong lượt trận ngày hôm qua, Juventus tiếp tục khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch Serie A khi mà thầy trò huấn luyện viên Allegri chỉ còn chờ đợi giây phút đăng quang sau một chiến thắng thuyết phục nữa. Trước một Lazio đang trên đà sa sút, nhà đương kim vô địch Juventus đã có màn phô diễn sức mạnh. Mario Mandzukic là người mở tỷ số cho ba đầm giải ở cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, Paulo Dybala là người tỏa sáng với một cú đúp trong vòng 12 phút, thắng trận 3-0. Juventus đã lập khoảng cách 9 điểm với Napoli và thêm một chiến thắng nữa. Scudetto sẽ thuộc về thầy trò Allegri. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh ở vị trí thứ 3 cũng gần như đã khép lại. Đội xếp thứ 3 là AS Roma đã vượt qua Torino một cách kẻ thở nhờ cú đúp trong vòng 4 phút cuối trận của Totti. Qua đó, khép lại trận đấu với chiến thắng ngược dòng 3-2. Hiện tại, Roma đang vững vàng ở vị trí thứ 3 với 68 điểm. Trong khi đó, đội bóng xếp ngay sau họ là Inter Milan đã phải đón nhận thất bại 0-1 khi hành quân đến sân của Genoa. Thất bại này
khiến nửa xanh đen thành Milan dường như đã hết cơ hội giành suất dự Champions League mùa sau khi họ kém Roma tới 7 điểm trên bảng xếp hạng. Fiorentina cũng đang cho thấy phong độ kém cỏi của mình khi nhận thất bại 1-2 trên sân của Udinese, và cũng giống như Inter Milan, mục tiêu của Fiorentina lúc này chỉ là cạnh tranh một suất vào thẻ vòng bảng tại Europa League mùa tới. Thưa quý vị và các bạn, nếu như Bayern Munich gọi thì Borussia Dortmund đã trả lời. Sau khi hùng sám nhẹ nhàng vượt qua Werder Bremen trong trận bán kết đầu tiên thì Dortmund cũng làm được điều tương tự trước Hertha Berlin tại Cúp Quốc gia Đức. Cúp Quốc gia Đức là mục tiêu duy nhất của Borussia Dortmund vào lúc này, và huấn luyện viên Thomas Tuchel đã tung vào sân đội hình gần như mọi nhất trong chuyến làm khách của Hertha Berlin. Sức ép mà đội khách tạo ra đã được Gonzalo Castro cụ thể hóa từ phút thứ 20 với bàn mở tỷ số, kiểm soát bóng vượt trội và có một thế trận ý. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Dortmund tung ra đòn kết liễu với các bàn thắng liên tiếp do công của Marco Reus và Mkhitaryan. Thắng trận 3-0, Dortmund giành quyền vào trận đấu chung kết với Bayern Munich vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Trong khi đó ở nước Pháp, Olympique Marseille, đội bóng mới thay huấn luyện viên cũng đã giành quyền vào chung kết cúp quốc gia sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sochi. Bàn thắng của Marseille được ghi do công của Florian Thauvin ở phút 49, và đối thủ của họ tại trận chung kết sẽ là Paris Saint-Germain. Chuyển sang một thông tin đến từ giải vô địch quốc gia Scotland. Thưa quý vị và các bạn, mới đây huấn luyện viên Ronny De La đã quyết định sẽ chia tay câu lạc bộ Celtic sau khi mùa giải năm nay khép lại. Đây là một thông tin khá bất ngờ bởi chiến lược gia 41 tuổi này đã gặt hái được khá nhiều thành công của Celtic. Thông báo của huấn luyện viên Ronny De La được phát đi trên trang chủ của câu lạc bộ Celtic. Theo đó, chiến lược gia người Na Uy đã gửi lời cảm ơn tới tất cả thành viên của đội bóng và ông sẽ tập trung giúp Celtic giành danh hiệu Premiership thứ 5 liên tiếp trước khi rời đi. Chính chủ tịch của Celtic, ông Ian Bankia đã xác nhận thông tin này. Huấn luyện viên Ronny De La bắt đầu dẫn dắt Celtic từ tháng 6 năm 2014. Ban đầu, ông không nhận được tình cảm từ phía người hâm mộ của đội bóng, đặc biệt là khi Celtic bị đội bóng cử dưới Maribor loại ở vòng playoff Champions League chỉ sau 2 tháng đương nhiệm. Tuy nhiên, vào cuối mùa giải đó, huấn luyện viên Ronny De La đã giúp Celtic giành được cú đúp danh hiệu gồm một chiếc vô địch quốc gia và một cúp liên đoàn. Dù vậy, mới đây, đội bóng của huấn luyện viên De La vừa mới để thua Rangers ở bán kết cúp liên đoàn, qua đó trở thành cựu vương của giải đấu này. Theo như những gì chiến lược gia 41 tuổi chia sẻ, ông muốn tìm kiếm những thử thách mới trong sự nghiệp. Và trên hết, chia tay Celtic ở thời điểm này sẽ giúp ông để lại hình ảnh đẹp nhất trong mắt người hâm mộ. Hiện tại, có thông tin cho biết Celtic sẽ mời cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United, ông David Moyes, về dẫn dắt đội bóng. Chuyển sang những thông tin dành cho bộ môn banh nỉ, Rafael Nadal đã có trận đấu đầu tiên của mình tại giải quần vợt Barcelona mở rộng. Với tâm lý tự tin sau khi vừa giành chức vô địch Monte Carlo Master, bò tót của xứ Mallorca tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng việc đánh bại Marcel Granollers một cách khá dễ dàng. Trước người đồng hương Marcel Granollers, Rafael Nadal với tư cách là dòng số 1 đã không gặp mấy khó khăn. Tay vợt người Tây Ban Nha có chiến thắng 6-3 trong set mở màn và sau đó chiếm ưu thế vượt trội trong set đấu tiếp theo. Chiến thắng 6-2 giúp họ dòng số 1 đi tiếp với tỷ số 2-0 và chạm trán đồng hương Amateur Montanet tại vòng 3. Trong khi đó, hạt giống số 2 Kei Nishikori cũng giành vé đi tiếp sau 2 set đấu. Thử thách tại vòng 2 của tay vợt người Nhật Bản là Teemu Dewecker của Hà Lan. Với các chiến thắng 6-4 và 6-2 sau 50 phút thi đấu, đã đưa Nishikori thẳng tiến vào vòng 3, đối đầu với Jeremy Chardy. Một tay vợt hạt giống khác là Feliciano Lopez cũng đã có được tấm vé đi tiếp sau khi loại Ivan Dodig với các chiến thắng 7-6 và 6-4. Đối thủ tại vòng 3 của Lopez sẽ là Philippe Kohlschreiber. Một thông tin liên quan đến Thế vận hội 2016, ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, dự kiến sẽ thu hút hàng triệu lượt khách đổ về thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Và điều này sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề về an ninh, nhất là trong bối cảnh thế giới đang phải đau đầu về nạn khủng bố. Trước tình hình như vậy, an ninh tại nước chủ nhà Brazil đang ngày càng được thắt chặt hơn nữa. Cụ thể, sẽ có khoảng 10.000 binh sĩ được tăng cường để bảo vệ các địa điểm thi đấu khác nhau tại Olympic 2016. Ngoài ra, hàng loạt các trạm kiểm soát 24/24, 3 trung tâm giám sát công nghệ cao cũng đã được khánh thành. Theo đại tá Mario Fernandez, các quy trình kiểm tra sẽ được diễn ra hết sức nghiêm ngặt. Tất cả những người hâm mộ sẽ phải trải qua đầy đủ các quy trình kiểm soát trước khi muốn vào theo dõi bất cứ sự kiện thi đấu nào. Chúng tôi đã trang bị các máy soi an ninh công nghệ cao. Ngoài ra, hàng loạt camera cũng đã được lắp đặt nhằm đảm bảo theo dõi mọi hành vi đáng ngờ xung quanh các địa điểm thi đấu. Tất cả những gì Brazil hướng tới là giảm rủi ro tới mức tối thiểu và hy vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Trước vấn nạn khủng bố đang leo thang trên toàn thế giới, các sự kiện tập trung đông người như Olympic luôn đứng trước nguy cơ an ninh bị đe dọa. Hiện tại, các máy bay quân sự, xe bọc thép và tàu chiến cũng đã được Brazil chuẩn bị nhằm sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Becamix Bình Dương
lượt trận áp chót vòng bảng AFC Champions League 2016 gặp câu lạc bộ Jiangsu Suning của Trung Quốc. Đây là trận đấu được dự báo là sẽ rất khó khăn đối với đội bóng đất thủ. Được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ Jiangsu Suning thoải mái triển khai lối chơi tấn công. Ngay ở phút thứ 6 của trận đấu, Wixi đã mở tỷ số cho đại diện của Trung Quốc. Nhận bàn thua sớm khiến BKM Bình Dương lúng túng trong việc hóa giải các pha tấn công của đối phương. 2 phút sau, tiền đạo cựu tuyển thủ Brazil là Yo đã giúp đội chủ nhà nâng tỷ số lên 2-0. Thua chóng vánh, BKM Bình Dương xốc lại đội hình và tổ chức các pha tấn công đáp trả. Nhưng phải nói rằng, trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Jiangsu Suning thì cặp tiền đạo NC và Hungary không thể tạo nên bất ngờ. Và trước khi trận đấu kết thúc, cầu thủ vào sân thay người Ji Xiang đã định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà bằng pha dứt điểm hiểm hóc ở phút thứ 81. Thắng trận này, Jiangsu Suning vươn lên xếp thứ 2 tại bảng E và tiếp tục nuôi vọng lọt vào vòng trong. Trong khi đó, BKM Bình Dương đã chính thức dừng bước bởi mới chỉ có 4 điểm xếp cuối bảng, trong khi chỉ còn một lượt trận đấu nữa là sẽ khép lại. Và các bạn, có thể nói giải bóng đá ngoại hạng Hà Nội đã trở thành món ăn tinh thần hấp dẫn nhất đối với giới bóng đá phong trào ở thủ đô và các tỉnh lân cận. Sau 3 năm được tổ chức thành công và gây được tiếng vang, thì năm nay ban tổ chức giải đấu này đã quyết định mở rộng về hệ thống thi đấu bằng việc tổ chức thêm một giải đấu nữa mang tên là giải bóng đá phong trào hạng nhất Hà Nội. Giải bóng đá phong trào hạng nhất Hà Nội nằm cùng hệ thống và là hạng dưới của giải bóng đá ngoại hạng Hà Nội. 12 đội bóng đăng ký tham dự giải sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội có số điểm cao nhất sẽ giành quyền thăng hạng. Năm nay là lần đầu tiên giải diễn ra, xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá sân 7 tại Hà Nội và những vùng lân cận, từ nhu cầu thực tế của những người chơi và từ tâm huyết của đơn vị tổ chức. Tôi muốn phát triển bóng đá phong trào nó thành một hệ thống có chiều sâu, có những cái hạng đấu phù hợp với trình độ chuyên môn của các đội, để từ đó để làm cơ sở để nhân lên ở các địa phương khác để bóng đá phong trào ngày một phát triển bền vững. Giải bóng đá phong trào hạng nhất Hà Nội 2016 sẽ khởi tranh từ ngày 24 tháng 4 tới và kết thúc vào ngày 3 tháng 7. Những người yêu thích bóng đá phong trào tại thủ đô có thể đến sân bóng đá Bộ Công an đường Nguyễn Xiển vào mỗi chiều cuối tuần để theo dõi những trận đấu sôi nổi và hấp dẫn của giải. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về thể thao trong nước vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.